Chúng tôi kính mời quý vị chủ tịch, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý tưởng thượng và đại diện các hội đoàn đồng lễ niệm ơn tưởng niệm chư ương hồ quan tác trên đại lộ Kinh Hòa Quảng Trị 1972. Mời quý vị trở về chỗ cũ. Thưa quý vị, sau đây thì chúng tôi mời tất cả quý vị quan khách và đồng hương có thể tiến tới trước lễ đài để dâng nén hương tưởng niệm chư ương hồ quân dân kháng chiến tranh Việt Nam hôm qua đã bị quân công tân vì lý tưởng tự do. Dạ thưa tất cả quý vị phòng giam. Dạ vâng, mời tất cả quý quan khách và đồng hương. Dạ chúng ta có thể tiến đến trước lễ đài. Dạ vâng, để dâng hương. Thưa tất cả quý vị, sau đó sau phần dâng hương của quý vị quan khách và đồng hương sẽ là cái phần kế tiếp, sẽ là phần văn nghệ.
Ngay bây giờ đi. Thank you.